Xin kính chào đến cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 7 anh em. Thì nhân dịp ông anh này ở Kiên Giang ha, mua cái bộ cha chanh. Nhưng mà ông anh này không lấy cái cặp bánh lòng anh em. Lấy hộp số với cái đầu máy không. Rồi, chuẩn bị lên đường ha. Thì ZT155 anh em. Đây, hàng công thục ha. Số máy đó nè, số đẹp luôn. Máy thì nói chung là trong tình trạng là máy này là nguyên đại kiện trong tùng nha. Đó. Nguyên đại kiện luôn. Bỏ ra đi, bỏ cái điện thoại ra đi rồi ấy, xuống đi. Rồi, dàn cha chanh lên xem anh em. Cha chanh với dàn cha chanh của Thái Lan nha anh em. Về Kiên Giang ha. Anh này mua hàng khỏi phải khôi luôn anh em. Thì theo sự tin tưởng thì ông anh này mình khỏi có đến coi luôn, khỏi đấy có đến đến xem luôn. Chỉ cần mua trên điện thoại luôn anh em. Đó, giờ giao hàng. Lựa chọn cái số máy của anh này đẹp luôn. Số máy là 233 323. Đây, xin chào anh Võ Đệ. Anh Võ Đệ ơi, giới thiệu anh hỏi với ZT140 giá bao nhiêu anh? Thì ZT140 thì giá nó khoảng trên 30 triệu anh Võ Đệ ơi. Thì có gì alo đi em báo giá cho anh ha. Anh muốn mua thì em sẽ bán được thôi, không có gì đâu. Đây, số đẹp luôn. Rồi xin mến chào anh em nha. Rồi còn cái thùng đó, cái thùng mỏ nữa. Rồi chúc cho anh chủ máy này về làm ăn phát tài phát đại ha anh em. Rồi mấy ba anh em. Rồi xong hết rồi anh em. Thì cũng xin nói với anh em luôn, thì đặc biệt bên em có bán hỗ trợ chạy góp ha. Anh em nào có mua sắm những dòng máy Kuta, ZT hay GT vậy đây, thì bên em có bán hỗ trợ trả góp anh em, chỉ cần giấy căn cước công dân thôi. Lãi suất thì 10 triệu một tháng 100 ngàn anh em. Đối với dòng máy mới này ha. Còn anh em nào muốn mua những cái dòng máy cũ này thì 10 triệu một tháng 115 ngàn anh em. Đó, không thế chấp. Đó anh em ơi. Thì rất là rẻ luôn, lãi suất là ưu đãi với anh em. Đó, anh em nào cần có mua sắm những dòng máy này thì cứ liên hệ với em ha. Bên em sẽ báo giá và tư vấn với anh em. Nói chung là máy cũ có bán trả góp luôn anh em, nguyên bộ luôn đầy đủ. Bên mình có bán bánh lòng, bánh sớ đầy đủ luôn. Chỉ cần bán trọn bộ anh em, để anh em chạy cài cái sớ cái mộc là đầy đủ anh em. Rồi xin chào anh em nha.